Bây giờ là phần cập nhật số ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, gần nửa tháng không ghi nhận ca COVID-19 trong cộng đồng, thì 24 giờ qua, huyện Côn Đảo ghi nhận 3 ca COVID-19 là những trường hợp trở về từ thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Như vậy, toàn tỉnh ghi nhận 53 ca COVID-19 với 40 ca trong khu cách ly tập trung, 13 ca phát hiện mới trong cộng đồng. Hiện toàn tỉnh có 190 bệnh nhân nặng, 47 ca tiên lượng rất xấu. Trong số 13 ca COVID-19 trong cộng đồng ghi nhận 24 giờ qua, có 7 ca tại huyện Long Điền, huyện Côn Đảo 3 ca, thành phố Bà Rịa 2 ca, thành phố Vũng Tàu 1 ca. Toàn tỉnh có thêm 192 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh. Tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi đạt 62,1%. Hiện toàn tỉnh có 1.871 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở điều trị COVID-19 của tỉnh, 13.548 bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà, 230 điểm dân cư đang bị phong tỏa do liên quan đến ca mắc COVID-19.